các bạn cho một tràng vào tay. Tháng năm tháng trường đi lấy vợ rồi anh. Alo. Em chào anh ạ. Ơ, biết à? Em tên là gì? Em tên là Lan ạ. Ui, sao giọng giống bé mốt bên anh thế? Em có tâm sự gì em có thể nói sơ anh nghe xem nào. À, tâm sự của em ấy ạ. Nó khó nói lắm anh ạ. Chỉ chuyện lên sâu thì còn khó nói. Người ta có biết em là ai đâu mà khó nói. Em biết cái đặc biệt của cái sâu này là gì không? Là anh rất là thoải mái và mọi người ai cũng trêu, đặc biệt là mấy ông kênh chat thì trêu nhau rất là vui. Thế nhưng mà không ai biết em là ai cả, trừ khi người ta quá biết em ở ngoài hoặc cái gì. Người ta không biết em là ai, tên cũng có thể dùng tên giả. Còn tất cả mọi thứ ở đây là chỉ để đến đây để tâm sự với nhau, chứ không phải là đến đây để phán xét hay là để dạy đời hay là gì cả. Thực sự là thì em vẫn bị khó khăn trong chuyện cả chuyện tình cảm và cả chuyện trong gia đình nữa anh ạ. Ok, từng chuyện một, chuyện gia đình trước. Anh thì anh là người trọng gia đình nên là anh nghe chuyện gia đình trước. Chuyện gia đình làm sao nào? Vâng, thì hiện tại là em đang trong tình trạng là bị đuổi ra khỏi nhà anh ạ. Hả? Em làm cái gì đến mức độ mà bố mẹ em đuổi thật không, hay là chỉ là dọa, hay là kiểu mắng anh ấy? Bố mẹ em kiểu dọa em hay là kiểu giận em thôi? À không, cái này không phải bố mẹ em ạ, mà là cậu em ạ. Ờ, thế bố mẹ em đâu? À, bố mẹ em thì vẫn đang ở cùng với cả cậu và ông ngoại ạ. Anh chị, em có thể kể rõ một chút xíu là tại sao bị đuổi và đuổi vì cái gì không? À, em không biết là ai đó nói với cậu em là em ở dưới Hà Nội thì tức là đi chơi rồi xin tiền mẹ các thứ rồi không chịu đi làm, chỉ có đi ra ngoài quán net hoặc là đi chơi với cả bọn con trai ấy ạ. Thì cậu em bắt em lên Phú Thọ và em có nói lại sự thật là em hiện tại em đang đi làm và đi học, thật sự là không có thời gian để ra net ạ. Thì cậu em bảo là nói dối và bắt em lên Phú Thọ để một mình em trong trang trại ở trên đấy và em nhất quyết em không lên. Thế là mọi người cậu em đuổi em luôn ra khỏi nhà và em ra khỏi nhà được một tuần và chưa được về nhà. Rồi ok, bây giờ từng chuyện một. Cái trang trại ở trên Phú Thọ đấy có liên quan gì đến nhà em không? Cái đấy là của cậu em thì tức là mọi người dồn hết tiền để vào để làm cái trang trại đấy, thì có nghĩa là chỉ cần là của cậu em thì sẽ liên quan đến nhà em thôi. Rồi ok, cái trang trại đấy có ổn không, đang ổn định hết tất cả mọi thứ không, hay nó đang gặp trục trặc, hay nó thiếu người, hay là có cái vấn đề gì với trang trại đấy không? Hiện tại là nó vẫn ổn anh ạ, nó không gặp trục trặc gì á. Rồi ok, bây giờ anh sẽ chia sẻ với em cái góc nhìn của anh nhé. Thứ nhất là theo anh thấy ấy, thì cậu em không có gì ghét bỏ nhà em hay là em cả, mà cậu em có một chút gì đấy hơi gia trưởng thái quá. Cái việc mà bắt em lên trang trại để trông bò cho cậu em có thể là một chút gì đó hơi tư lợi cá nhân và nghĩ cho bản thân và muốn mọi người giúp cái của mình nhiều. Đây là góc nhìn của anh là như thế. Mặc dù điều đấy không phải là xấu, nhưng rõ ràng điều đấy là điều hơi không hay để làm với người khác, kể cả đấy là với cháu mình. Và em hiện nay đang còn rất là trẻ, em không có đam mê với cái việc làm trang trại đúng không? Dạ vâng, đúng ạ. Vậy thì cái việc mà cậu em bắt em lên ấy, thứ nhất là cậu em muốn yên tâm là em sẽ ở trên đấy đi làm, gia đình em sẽ nhìn thấy là em đi làm, em làm được cái gì như thế nào. Nhưng đấy không phải đam mê của em. Và em, nếu em theo cái đó, anh cảm thấy đó, em mất đi cả một tuổi trẻ, cả một phần cuộc đời của em. Trong khi đó bây giờ em đang học tiếng Nhật, anh không biết được là trình độ học vấn của em cao thấp đến đâu, nhưng khi em thật sự đam mê và em thích học tiếng Nhật, đến khi em có trình độ tiếng Nhật thì em có thể làm rất là nhiều thứ khác, kể cả là có thể phát triển hỗ trợ cái trang trại của cậu em. Nếu mà em đủ cái tầm suy nghĩ thông minh lanh lẹ để kết hợp cái gì đấy với những người Nhật hay là với những người em học được thêm tiếng là em đã mở mang rồi. Vì vậy là cái chuyện mà cậu em bắt em lên trang trại ấy, nó không phải là việc xấu. Và cái việc mà đuổi em ra khỏi nhà thì có thể là một cái chuyện nó hơi drama, nó hơi kiểu phốt phủng trong gia đình, nhiều khi gia đình cũng có, mà nó hơi gia trưởng, hơi gia trưởng một cách thái quá. Thì anh không hình dung được cái mối quan hệ giữa nhà em và cậu em đến mức độ như thế nào khi mà mọi người ở chung trong căn nhà rồi
cậu em đuổi em, bố mẹ em cũng để chuyện đấy xảy ra, rất là nhiều thứ nữa thì anh không biết. Nhưng theo anh thì em cũng nên thông cảm cho cậu và bố mẹ một chút, họ có một cái câu chuyện gì đấy mà em chưa hiểu được hết. Mà em Đấy, lại có nhiều chuyện mà em không thể nói ra được nhé. ừ, Tại rồi. vì nói mỗi chuyện này thì có thể là anh sẽ không, có thể là anh sẽ không hiểu được cái tình trạng của gia đình em. À, thực sự em cũng không muốn kể, nhưng mà nếu Rồi. mà anh nói thế thì em cũng đã hiểu được phần nào. Lời khuyên của anh dành cho em là, thứ nhất em cần phải nói chuyện với bố mẹ em về cái hoàn cảnh, cái tình trạng của em. À, em muốn nói chuyện với bố mẹ nhưng mà kiểu nói chuyện với mẹ em thì không 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 được tiện ra lắm á. Tại sao? Còn bố em thì hầu như là sẽ im lặng hoặc là sẽ đứng về phía của cậu. À, mẹ em bị khuyết tật đấy ạ. Em có đang có người yêu hay gì không? Hiện tại em có. Người yêu em có trợ giúp hay có định hướng gì cho em không? Em cứ thoải mái chia sẻ đây, anh không chôn, anh không đùa em gì đâu. Hiện tại anh ấy đang ở rất là xa em. Cũng ở Việt Nam hay ở nước ngoài? Hiện tại đang ở nước ngoài. Anh ấy có hỗ trợ cả về mặt tài chính hay là tinh thần hay là định hướng gì cho em? Hiện tại bọn em chuyện vẫn bình thường thôi, chứ thi thoảng em có kể về cái việc này thì cũng ậm ừ thôi ạ. Em phải tự nhìn vào bản thân mình, tự, tự anh nói thật, em phải tự nhìn vào bản thân mình và nhìn ra cuộc sống thật sự của em nó khó khăn như thế nào, nó sẽ là một cái sự đánh đổi như thế nào thì em mới gồng lên được. Trong hoàn cảnh của anh của em chắc chắn là anh không nói điều này cho vui đâu thật. Kể cả bây giờ nếu mà anh off stream ấy, anh vẫn muốn nói chuyện với em để lắng nghe câu chuyện của em. Em không trêu anh cái này, riêng riêng câu chuyện của em thì anh không trêu. Có những câu chuyện trên stock trên karaoke anh không trêu. Em dù có đi học tiếp tục làm cửa hàng hay là đi học tiếng Nhật hay em lên trang trại ở Phú Thọ làm ấy, điều đó không quan trọng. Anh nghe câu chuyện của em, điều đó không quan trọng đâu. Em biết điều quan trọng là gì không? Là tự em phải hiểu được em đang khó khăn như thế nào, hoàn cảnh của bản thân em khó khăn như thế nào, hoàn cảnh của gia đình khó em khó khăn như thế nào và em đang có một người cậu như thế nào. Em phải hình dung được đấy là hoàn cảnh của em cơ thì em mới biết mình cần phải làm gì, chứ không phải chuyện giữa đang đi làm ở cửa hàng Nhật và lên Phú Thọ làm trang trại. Hai cái điều đấy là hai cái điều rất là nhỏ. Em lên trang trại làm cho cậu, em biết vì sao anh hỏi là cái trang trại đấy có vấn đề gì hay không, bởi vì đôi khi cái trang trại có vấn đề và cậu em cần em lên phụ đỡ được chi phí hay là cái gì đấy chẳng hạn. Nhưng nếu như mà trang trại nó ổn, tại sao không biết chuyện lên trang trại làm, vẫn thời gian đi học học tiếng Nhật, học qua YouTube, dành thời gian ta chăm lo cho trang trại, học những gì cơ bản nhất, làm những thứ cơ bản nhất. Em còn rất là trẻ, em trẻ vô cùng, nhưng em phải rõ ràng với cậu là lên đấy lương sẽ là bao nhiêu. Nếu như một tháng mà không trả đúng như thế, cậu em có rõ ràng trong chuyện tình tiền bạc không? Nếu như mà nếu em lên làm có cậu em. Cái này cậu em bảo là nếu mà lên làm thì em sẽ không có lương, mà lương nếu mà có thì sẽ gửi về cho mẹ, tức là em sẽ chỉ lên phụ cậu với tư cách là cháu lên đấy chỉ để phụ cậu thôi, không cần phải lương nước gì cả. Mẹ em có thể nói được không? Anh xin lỗi nhé. À, mẹ em không nói được và không nghe được anh. Mẹ em có viết hay là gì không? Để giao tiếp với em không? Mẹ em có. Mẹ em có biết hoàn cảnh của em không? À, mẹ em có ấy. Mẹ em có. Thì nếu mà từ lúc em ra khỏi nhà thì có bố mẹ em là hỏi thăm em ở đâu và bố như thế nào đó. Mẹ em có đưa ra giải pháp nào cho em được không? Mẹ em có tâm sự là muốn em như thế nào không? Anh hỏi bố tư. Mẹ em thì vẫn muốn em là vẫn tiếp tục học cho xong bằng Anh tiếng ủng hộ. Anh để cho ta. Anh ủng hộ. Em như thế này. Đầu tiên là anh muốn em
cái quan trọng không phải là việc chọn, anh nhắc đi nhắc lại việc này, mà cái quan trọng nhất anh muốn em thật sự phải nhìn vào bản thân để biết được cái hoàn cảnh của mình nó khác những người khác nhiều như thế nào. Anh nói thật đấy, anh nói thật, em phải tự mình hiểu được mình đang ở trong một cái cuộc sống, một cái số phận rất khác người khác thì em mới có cái quyết tâm khác người khác được. Đấy không phải là nỗi khổ, đấy không phải là kém may mắn, đấy không phải là cái gì cả. Cùng là câu chuyện của em, nhưng anh sẽ kể một câu chuyện khác không liên quan đến em để em hiểu nhé. Để hình dung một câu chuyện. Câu chuyện này anh chưa xin phép người ta nhưng mà anh nghĩ là cũng không sao. Cách đây 3 hôm sau khi anh làm talk show của anh, có một bạn muốn chụp hình với anh nói là thôi có duyên thì sẽ gặp lại. Sau đó bạn ấy chat cái gì, comment cái gì anh không để ý. Sau đó thì có một bạn comment, trong cái comment của bạn ấy là ông ở giai đoạn cuối rồi à, và bạn ấy nói là sao ông xóa cái kia đi. Thì anh mới PM cái bạn mà muốn chụp hình, bảo em có chuyện gì. Bạn ấy nói với anh là bạn ấy bị ung thư máu giai đoạn cuối, bạn chỉ còn vài tháng nữa để sống thôi, và ngày mai thì em bay về quê mất rồi, anh không kịp chụp hình các bạn ấy. Em biết bạn ấy bao nhiêu tuổi không? Bạn ấy 18 tuổi. Tất cả các bệnh viện tốt nhất ở Việt Nam đều từ chối rồi, và anh nghĩ ung thư máu thì không cách. Bạn 18 tuổi, bạn ấy phát hiện cái căn bệnh của bạn cách nhau 2 năm. Trong một lần đang đi làm, bạn ấy phát hiện người rất là đau nhức, và bạn đi khám và bạn bị phát hiện như vậy. Nhà cửa bán đi, bố mẹ cuối cùng được, bố bạn ấy tối ngày hôm kia nói là thôi bây giờ về, bệnh viện trả về thôi. Bạn ấy chat với anh, bạn ấy nói với anh là em rất là thương bố mẹ. Em thương bố mẹ vì em không báo hiếu được cho bố mẹ. Em không thể làm gì hơn được nữa. Đầu tóc, tất cả rụng của em rụng hết rồi. Và em chỉ còn vài tháng để sống thôi. Và anh nói với bạn ấy là trong vài tháng đó nếu như bạn ấy rảnh, bạn ấy có thời gian hay bạn ấy cảm thấy muốn nói chuyện với anh để cảm thấy thoải mái hơn, bạn ấy cứ thoải mái bên bờ anh, bạn ấy sẵn sàng trả lời khi mà có thời gian hoặc anh nhìn thấy. Em biết là cái khác biệt ở đây là gì không? Bạn ấy biết cuộc sống thật sự của bạn là như thế nào, cái hoàn cảnh thật sự của bạn là như thế nào, và anh cảm thấy rất là thương bạn ấy. Bạn còn rất trẻ, một bạn nam, con trai 18 tuổi. Em nhìn xem con trai là 18, 20 tuổi à, yêu. Em xem trên talk show của anh hay xem trên mạng, biết yêu, trải nghiệm, đi làm, thất vọng, buồn, tẻ, rất là nhiều thứ. Còn bạn ấy chỉ biết có một thứ nữa là ngày mai còn có thể ngủ dậy và còn được sống hay không. Và tất cả những gì bạn ấy có người ấy bây giờ đấy là thương bố mẹ mình. Bạn ấy không còn được cố nữa rồi, bạn ấy không thể cố đi đâu nữa rồi. Đấy là những thứ mà anh nhận được trong rất là nhiều email, tin nhắn. Có những câu chuyện như thế. Anh kể ra như vậy. Thứ nhất là anh muốn em hãy nhìn thẳng vào bản thân và cuộc sống của mình để biết là hoàn cảnh của mình và cuộc sống của mình như thế nào, để mình biết được cốt lõi của vấn đề bây giờ là gì. Mẹ em là một người rất là thương em, anh cũng rất là chia sẻ một cái gì đấy tình cảm của mẹ em, và anh cũng rất là thương một chút xíu gì nghe qua câu chuyện, cảm thấy rất là thương mẹ em. Anh rất là muốn chia sẻ điều đó với em. Còn bây giờ ấy, cái mà em sau khi em nhận thấy được thực sự hoàn cảnh của em như thế nào ấy, thì cái điều tiếp theo mà anh muốn nói với em ở đây, đây là hãy cố gắng. Em phải cố gắng hơn người khác rất nhiều. Em bị đuổi ra khỏi nhà đúng không? Anh ủng hộ em đi. Em không chết được nếu còn cố gắng. Đừng làm những công việc mà nó chưa cần thiết nữa. Em còn đang được đi làm một cửa hàng, hãy cố gắng làm thật chăm chỉ. Học thật chăm chỉ, dù là học cái gì đi chăng nữa, kể cả đấy là nghề nấu ăn, kể cả đấy là nghề bất kỳ nghề gì, đừng làm những cái nghề mà nó quá đáng, nó chưa cần thiết. Em còn đang được đi làm, có nghĩa là em vẫn còn làm được lắm cái gì đấy, và em còn đang đi học tiếng Nhật, và em có thể học xong được. Hãy cố gắng. Của em là em còn cơ hội để cố gắng. Đừng lên trang trại. Anh xin lỗi vừa rồi anh định nói là anh tưởng là cậu em mặc dù là người ra trường sẽ rõ ràng, nhưng mà đâu, anh ủng hộ em đi học, học cho tốt, làm cho tốt. Còn về chuyện vấn đề người yêu, anh không ở đây để nói em nên hay không nên, nhưng mà với hoàn cảnh của em, người yêu em cũng phần rất là thông cảm, rất là mạnh mẽ, và phải rất là tinh tế nữa. Còn anh nghe qua câu chuyện của em và chuyện bảo ừ thì khó lắm. Tại anh không nói sâu thêm được, anh không tiện nói sâu thêm được, anh chỉ nói như vậy.
Cái quan trọng giờ không phải là người yêu em mà em còn cơ hội thì hãy cố gắng. Em đóng hết tiền học của học tiếng Nhật chưa? Dạ vâng, em đóng hết rồi ạ. Hãy đi học, cố gắng học hết tiếng Nhật, cần thiết học thêm, cần thiết học thêm bất kỳ một cái chứng chỉ gì mà em cảm thấy xứng đáng. Đi làm thật chăm chỉ. Lương tháng của em bây giờ tổng số của em? Hiện tại lương tháng của em là 3 triệu. Mỗi tháng em sẽ được hưởng thêm 10% với số tiền mà em bán được trong cửa hàng. Tháng có được khoảng 5 triệu. Một tháng thì cũng phải được gần 5 triệu. Cố lên. Em nghe anh nói. Không phải một mình anh nói. Tất cả những người đàn ông tốt, những người con gái tốt, tất cả những người nào đã tốt trong cuộc sống là chỉ biết nói em một câu là cố gắng lên. Cái từ cố gắng nó không đơn giản đâu, nó không phải là mỗi buổi sáng thức dậy kiểu nhìn vào trong gương mỗi chỗ kiểu dáng như là tôi sẽ trở thành người mạnh mẽ, không phải như vậy đâu. Một người mạnh mẽ đấy là mỗi buổi sáng ngủ dậy đúng giờ, bước ra khỏi căn phòng của mình, lặng lẽ đến chỗ làm và cố gắng hết mình. Em là cô gái hiền lành đã gặp hoàn cảnh như vậy, không được bỏ cuộc, không được buông thả. Em nghe, Vâng, có. chuyện yêu đương với em bây giờ không quan trọng thật. Em sẽ gặp một người đàn ông chấp nhận em, thông cảm cho em, chia sẻ với em. Lúc đấy hẵng yêu, đừng yêu bây giờ khổ lắm. Và hiện tại thì em vẫn đang rất đang tập trung, chủ yếu là cái là nhớ ra nào thì sẽ đi làm rồi thì còn lại em sẽ đi học. Rồi, ok, cố gắng. Dạ vâng.